Quý vị và các bạn thân mến, có vẻ như Tiêu Chiến là người mang hàng cực tốt. Chuyến đi của anh người tới phim trường ở Bắc Kinh đã kết thúc vào ngày 6 tháng 12. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn gây sôi sục trên Internet. Hành trình của Tiêu Chiến luôn kín đáo, hiếm khi anh ấy lộ diện trước mắt công chúng trong thời gian dài như vậy. Điểm đặc biệt là chiếc găng tay gấu trúc mà anh ấy mua trong chuyến tham quan tại đây đã được cư dân mạng nhìn thấy và chụp lại. Và kết quả là găng tay của cùng một mẫu trong công viên đã hết hàng chỉ trong vòng 1 giờ. Khả năng bán hàng của Tiêu Chiến quả thực rất tuyệt vời. Hơn nữa, tôi còn thấy rất nhiều bài viết chia sẻ cảm nhận khi tình cờ gặp Tiêu Chiến tại khu vui chơi đó. Tiêu Chiến ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang, cùng các nhân viên thưởng ngoạn phong cảnh trong công viên và chơi nhiều trò chơi giải trí khác nhau, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhưng rất may là hành trình của anh không bị đám đông làm tắc nghẽn. Trật tự trong công viên thực sự vẫn diễn ra rất tốt. Một số người qua đường đi ngang qua Tiêu Chiến đều thở dài, cao và đẹp trai lắm. Má ơi, thảo nào mà Tiêu Chiến có nhiều fan đến vậy? Một người hâm mộ chia sẻ. Một số cư dân mạng khác phát hiện ra rằng họ đã cùng với Tiêu Chiến xem một màn biểu diễn và rất vui vẻ chụp lại phần đầu của anh ấy để khoe với mọi người. Thậm chí có nhân viên gặp được Tiêu Chiến ngay sau khi tan sở muộn vài phút. Người này ngay lập tức cũng hớn hở khoe về việc được gặp Tiêu Chiến, khiến nhiều cư dân mạng trở nên ghen tị. Có bà mẹ đưa con đi chơi công viên xem diễu hành và tình cờ quay được hình ảnh Tiêu Chiến đang lắc lư theo nhạc. Nhiều cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh chụp Tiêu Chiến ở khoảng cách rất gần và họ đều ngỡ ngàng về nhan sắc tỏa sáng của anh ấy. Có cư dân mạng còn chụp cận cảnh gót giày của Tiêu Chiến. Hóa ra idol hôm nay mặc một quần hơi dài và nó đã bị lấm bẩn bởi bụi và đất trong công viên. Một số cư dân mạng khác thì đã chia sẻ bức ảnh của Tiêu Chiến ở trong công viên trong vòng bạn bè và nói rằng Tiêu Chiến mời tôi ăn kem que. Có người hỏi, thật sao? Cư dân mạng trả lời, thật, có một đội đi theo nhé. Nhiều cư dân mạng còn nói đùa rằng chẳng trách tại sao giao thông lại không bị tắc nghẽn nhỉ? Có lẽ Tiêu Chiến đã tặng kem để mua chuộc mọi người đừng đi theo đoàn của anh ấy. Tuy nhiên, đây chỉ là những chi tiết chia sẻ vui vẻ của cư dân mạng mà thôi. Nhưng điều này cũng cho thấy Tiêu Chiến thực sự được yêu mến như thế nào. Từ đầu năm nay, Tiêu Chiến đã mở khóa rất nhiều nhãn hiệu chứng thực mới. Gần đây, Tiêu Chiến đã mở khóa một loại nước hoa chứng thực mới. Và lần này, thương hiệu cũng lại cháy hàng ngay sau khi có thông báo chính thức. Thực sự là cho dù có bao nhiêu nhãn hàng được chứng nhận bởi Tiêu Chiến thì sẽ có bấy nhiêu lần kỷ lục như vậy được tạo ra. Doanh số hàng tháng ban đầu của thương hiệu đã tăng từ 30 lên 30.000. Số liệu tăng vọt là đủ thú vị rồi, mà cũng có thể chứng minh được sức mạnh của Tiêu Chiến. Chỉ sau 4 tiếng rưỡi sau khi có thông báo chính thức, tài khoản mạng xã hội của thương hiệu đã tăng lên đến 180.000 người theo dõi. Trên trang của cửa hàng cũng đã tăng lên 100.000 người so với trước khi tuyên. Các chủ đề liên quan có tới hơn 170 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thảo luận. Các nền tảng nước ngoài cũng trở nên sôi nổi không kém. Ngày nay, một thương hiệu có thể có được chỗ đứng trên thị trường thì điều quan trọng nhất là phải được đảm bảo một mức độ nổi tiếng và phổ biến nhất định. Việc chọn người phát ngôn là Tiêu Chiến có thể đảm bảo doanh số và mức độ nổi tiếng cho thương hiệu, đồng thời cũng làm tăng danh tiếng và giá trị thị trường của thương hiệu. Về thông tin bộ phim mới của anh ấy, đối với dự án phim Biển Mộng, Tiêu Chiến sẽ gặp lại bạn cũ. Ngay từ khi diễn ra hội nghị đầu tư mùa thu, đạo diễn, nhà sản xuất và các nhân viên sáng tạo chủ chốt khác cũng đã đến sự kiện để chia sẻ ý định ban đầu và tầm nhìn về dự án của kịch bản Biển Mộng với mọi người. Đội ngũ sáng tạo của bộ phim này cũng khá đáng xem và họ chính là đội ngũ sản xuất của bộ phim Trần Tình Lạnh. Như vậy, Tiêu Chiến sẽ lại có cơ hội hợp tác với đội nhóm cũ, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Nhà sản xuất của Trần Tình Lạnh từng hết lời khen ngợi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Ngoài hai vai chính thì đoàn làm phim đang tuyển dụng thêm diễn viên từ độ tuổi 20 đến 40 tuổi cho các vai phụ. Đương nhiên kỹ năng diễn xuất cũng đòi hỏi phải cao. Nhiều khán giả thắc mắc rằng tại sao Tiêu Chiến lại chọn dự án có bạn diễn chính không nổi tiếng như vậy. Sự lựa chọn này của Tiêu Chiến là hoàn toàn hợp lý trong thời điểm hiện tại. Thứ nhất, Tiêu Chiến đã quá đủ sự nổi tiếng rồi, anh ấy không cần bạn diễn cấp nhiệt cho mình. Nếu cả hai diễn viên chính đều có mức nhiệt quá cao thì e rằng bộ phim sẽ lại bị chiến dịch thành lãng giờ gáy. Hơn nữa, vấn đề về phiên vị và đấu đá giữa người hâm mộ cũng sẽ nổ ra để tranh giành sự ảnh hưởng cho idol của mình. Vì thế trong hoàn cảnh này, anh ấy chọn bạn diễn chính không cần quá nổi tiếng là chính xác. Chỉ cần bạn diễn của anh ấy có kỹ năng diễn xuất tốt là đủ rồi. Sự nổi tiếng của anh ấy so với bạn diễn trong Biển Mộng là cao hơn. Điều này không cần phải tranh cãi và sẽ tránh được các mâu thuẫn trong vòng tròn người hâm mộ của cả hai bên.
Hơn nữa, nữ diễn viên Miu Miu là diễn viên được giới chuyên môn công nhận về kỹ năng diễn xuất. Ngoại hình của cô ấy cũng rất tốt. Đội ngũ sản xuất của phim lại là bạn cũ. Bộ phim Biển Mộng đối với Tiêu Chiến mà nói cũng rất đáng mong chờ. Còn bạn, bạn thấy tin tức từ 8790 Channel thế nào? Nếu bạn yêu thích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các tin tức sau.